Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về một cái trang phục mới ra mắt. Đó chính là Ari kiếm. Oh no, what the fuck, cái gì này? Yeah, chung. Hãy xem đây. Vâng, một trang phục rất là đẹp luôn. Hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và hiệu ứng kỹ năng rất là chất. Bán với giá rất là rẻ thôi. Hình như là 799 quân huy hay gì nhỉ? Hay là 779 quân huy gì đấy? Nói chung là hình như là 800 quân huy. Úi dồi ôi, đẹp vãi cả lều. Đây, mọi người thấy mà. Úi dồi ôi, nguyên cái cặp giò kìa. Úi dồi ôi, chân giò này mà ninh sườn theo ý là, ninh đu đủ thì ngon phải biết nhỉ. Đẹp vãi cả lúa ra. Đấy, đây là kiếm, trang phục kiếm Ono của Airi nhá. Mới ra mắt luôn. Eo ơi, nó đẹp kinh khủng luôn đấy. Mình thấy mấy trang phục trong đá quý chưa bằng cái trang phục này. Vâng, và bây giờ mình sẽ đi đánh hạng luôn. Mình sẽ đi quất hạng luôn. Không biết bạn này đánh gì nhỉ? Bạch kim 1 à? Ai ai đấy, được đấy, được, ngon. Vào luôn, đấy, vào có trận luôn à. Thơm. Đâu rồi, Airi của mình đâu? Airi, đây là chính là nó, chính là nó. Không có ai tranh giành với mình. Quá tuyệt vời. Vâng, hiện tại mình đang làm clip trên nick của bạn. Anh nhớ em. Nhớ em nhiều. Vâng, nhớ ai đây? Nhớ Airi đúng không? Mình bạn quất ngay vào lúc 0 giờ sáng. Anh gọi em không bắt máy. Vãi cả lều, đẹp chưa? Trời ơi, có hiệu ứng âm thanh luôn nha. Hiệu ứng hình ảnh luôn, hiệu ứng kỹ năng luôn. What the hell, nó mẹ đẹp vãi cả lùa ra. Trắng gì mà sáng thế? Cái này thì chắc chắn là gọi là Omomatic mới này. Mới nhất ở phiên bản 2018 này. Nhưng mệnh trắng gì mà sáng thế? Trang bị à? Trang bị vậy là ngon rồi. Vâng, trang bị gọi là Kinect luôn mà, hiểu rồi. Được rồi, ngon anh canh đào nghe. Trang bị Kinect cơ mà, phải dặn vừa đâu. Thôi không sao, mình thấy trang bị đó cũng ổn đấy. Quan trọng hôm nay đó là cái trang phục chứ còn ôi trang bị đó là con tép bám mép con mèo. Cái gì sủa đấy, có định mệnh mới vào sủa rồi. Oh man, sao kỳ vậy, sao bạn lại kỳ cục vậy? Mới vào trận đấu bạn đã sủa rồi. Phải cả trường, trận đấu ngày hôm nay không biết sẽ như thế nào đây. Hiện tại mình nếu mà được thì mình đi kinh công, còn nếu mà không được thì mình đi support. Vâng, quan trọng thì đó chính là cái ui dồi ôi, anh nhớ em. Nhớ nụ cười, eo ơi, cái cổ của Airi có xăm à? Xăm trái tim đúng không? Định mệnh xăm trái tim đúng không? Mình muốn trái tim đó. Ôi trời ơi, đẹp thế. Trẻ quân và woman bây giờ chỉ là con tép thôi, đi chỗ khác. Ui dồi ôi, để đó, tỏa sáng là tôi đây. Wow. Wow. Yêu cái vai kìa, nó nõn nà thế nhờ. Ai chế ra cái trang phục này đẹp vãi cái lúa vậy. Này bên Nhật Bản đúng rồi, chính xác là Nhật Bản luôn. Nhật Bản nó chắc là nó giống như Murat em mình mở TV đấy. Kiểu như nó làm ra cái trang phục riêng ấy. Đẹp thế. Có thể nào bớt đẹp hơn được không? Định mệnh. Mình nhìn thấy trang phục này mình không muốn chơi đó. Bây giờ mình chỉ vào muốn lắc qua lắc lại thôi. Eo ơi, không thể tin được. Trời, nhìn cái ánh mắt của em ấy nhìn mình. Mình cảm giác giống như là mình đang ở trên mây xanh. Wow, thực là đá quá đi. Thực là đá quá đi. Đây, nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. Rồi, ok, chỉnh camera gần cho mọi người xem này. Đấy, trời ơi. Wow, sát thủ Nhật Bản đấy. Nhưng mà nhìn này nhức đầu lắm, thiệt luôn ấy. Nó gần quá. Mình nhìn không quen đấy mọi người. Tí nữa mình sẽ chỉnh lại sau nhá. Wow, chỉnh lại nhá, nhìn thấy đau đầu lắm. Mặc dù nó đẹp thật đấy, nhưng mà nhìn nó hơi ảo, khó chơi lắm. Vâng. Mấy bạn đây đang chửi nhau rất là kinh điển luôn. Mình cũng chả quan tâm làm gì. Mọi người hãy xem hiệu ứng kỹ năng nè. Trời ơi, cái gì vậy? Cái quạt đấy. Ôi giời ơi, quạt kìa. Ê, này thì lên chơi. Vâng, cái quạt mình văng ra quá lợi hại luôn. Ủa sao lại không quăng kiếm ra nhỉ? Kiếm Ono mà. Này đẹp chưa? Eo ơi, nó ganh sớm quá. Cái uống kỹ năng cái chiêu 2 cũng đẹp luôn, nhưng mà mình cũng chưa biết. Thật luôn, mình cũng chưa có coi clip, đâm ra mình cũng chả biết cái uống kỹ năng chiêu 2. Đây. Lướt nè, oánh luôn này. Ủa chiêu 2 nó lướt ra cái gì đằng sau ấy nhỉ? Có phải cái áo không? Cái chiêu 1 đó là cái nó quăng cái quạt ra rồi đó. Đẹp vãi cả lều ra hoa anh đào. Trang phục này sao nó không nằm đá quý đi ta.
có đẹp thế này cơ mà. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, chiêu hai kìa. Phê phê đừng có hỏi luôn ấy. Còn chiêu cuối nữa, mình nghĩ trang phục này đẹp hơn nhiều cái trang phục ở trong đá quý rất là nhiều luôn. Tại sao là không cho vào đá quý? Đây nó là một cơ hội rất là tốt để cho mọi người có thể sở hữu được vị tướng. Ai cái trang phục này đỉnh mạnh. Úi dồi ôi, bộc phá hụt rồi, vãi cả lều. Yes, bộc phá hụt nhưng mà cái chiêu một nó không có hụt chút nào, mãi còn quay lại cơ, khổ quá cơ, cho bạn chết. Hay lắm. Chỗ này nhìn, ôi dồi ôi, đẹp quá. Hiệu ứng âm thanh nó còn kêu nữa chứ, ôi dồi, âm thanh như thế này chết. Hình như có trang phục này có hiệu ứng biến về hay sao nhỉ? Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem hiệu ứng biến về. What the hell, ôi, đẹp chưa, đẹp chưa? Quá lợi hại. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Mình đi bảo kê đồng bọn mà. Mình là một vị tướng đi support. Hôm nay với vai trò giới thiệu ở cái trang phục là chính, mình sẽ không quan trọng đó là đánh hạ sẽ như thế nào, mình quan trọng đó là đẹp quá. Ôi dồi ôi, cạn lời luôn, còn gì để mà nói với trang phục này nữa. Nhưng mà mình vẫn mê em nó ở cái khúc mà lúc vào trận ấy. Trời ơi, nó ngồi ngồi, nó phóng. Úi giời ơi, nó trắng sáng. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì vậy? Ôi dồi, cái gì đây, cái gì đây? Có ba người lận em ơi. Salim ơi, ba người lận em ơi. Bạn ơi, đánh luôn à, máu thế. Máu thì máu, chơi luôn ấy, cô máu luôn. Hay lắm, có voi tới rồi. Chết này, hãy xem ta đây. Pẹt, pẹt. Chết một em, vâng, hai em đã phải nằm xuống dưới tay của mình. 2-0, 2-0-0. Quá tuyệt vời luôn, hay lắm. Chiêu cuối, à đúng rồi, định mạnh, nãy giờ mình không để ý chiêu cuối. Bạn ấy căng thẳng quá, không để ý chiêu cuối. Tí nữa mình xem kỹ lại chiêu cuối coi, hiệu ứng chiêu cuối của nó sẽ như thế nào nha. Trời ơi, cái Airi Nguyệt Tộc chả thấm thía gì với trang phục này hết. Eo ơi, nó đẹp vãi cả trưởng ra. Sao kỳ vậy nhở? Mình nghĩ rằng đây trang phục thực dạng là đẹp nhất Liên Quân Mobile ấy, còn gì nữa. Đẹp, cái đây không phải là đẹp, đẹp về cái tất cả mọi thứ. Mình mạnh đẹp nó về cái nhan sắc của nó. Quá trời, nghiêng nước nghiêng thành thế này cơ mà. Mình mê em mất rồi, làm sao đây. Cái này bên ngoài đời mà có một người giống như thế này thì ha, biết bao nhiêu anh chàng đổ máu, gọi là anh hùng khó quải mỹ nhân ở đây chứ đâu. Ôi trời ơi, hấp diệp bà luôn. Chiêu cuối, hai con rồi. Hai con gì vậy? Ôi trời ơi, hai con gì vậy? Định mệnh, nó không chết kìa, vãi cả lều. Oh man, what the hell, what the hell, what the hell. Lướt qua bên này coi, vẫn bị hất tung. Đéo thế chứ. Đúng rồi, phóng chúng rồi, bắn nó đây bạn. Đúng rồi, bóng nó, bấm nó. Ôi trời ơi, hai con cá chép hóa rồng à. Chính xác là hai con cá chép luôn. Mình nhìn nhớ không lầm, hai con cá chép. Hai con cá, không phải con rồng đâu. Hai con cá, kiểu như cá chép hóa rồng ấy. Cá chép nó bay lên, ui rồi. Đẹp, nguyên một màu hồng luôn. Cá chép hóa rồng, nguyên một màu hồng, đỉnh đám. Đấy, phải đi ra ngoài này. Ôi giời, đi ra ngoài này, múa kìa. Ôi giời ơi, em múa kìa, ôi giời ơi, múa kìa. Các bạn thấy em ấy múa thế nào? Sexy baby không? Phê chưa, có anh nào phê chưa? Mình là mình phê rồi đó. Thiệt luôn đấy, mình phê rồi đó. Mình chơi trận này mà phế vật thì là do cái trang phục này nó quá đẹp, chứ không phải là do mình đánh kém đâu. Định mạnh à, phê quá. Trời ơi, sướng quá. Trang phục đẹp quá. Quá đẹp luôn. Airi là một vị tướng đang rất là mạnh đấy chứ. Rất là nhiều người sử dụng đấy chứ. Mình sẽ lấy giày kiên cường. Ai cha cha. Người ta đang mua đồ mà. Làm gì mà căng quá vậy? Đùa nhau à? Này thì đùa nhau này, đông quá, có chiêu cuối đây. Chuẩn bị anh em. Anh em đâu rồi? Hay lắm, Wonder Woman đang quẩy. Mình sẽ sử dụng chiêu cuối hai của đối phương. Hãy xem ta đây, pẹt. Cái định mình sao mình bấm chiêu cuối không ăn? Cạn lời tôi luôn đấy, đỉnh mạnh. Ôn tí đâu ai đấy, đỉnh mạnh bấm không được. Mạnh bấm không được, khổ quá cơ. Không kịp là thế nào nhỉ, đỉnh mạnh.
Tôi luôn, mình không biết nói cái gì. Qua rồi luôn. Trời ơi, đi mình ăn chung cuối bầu khóa cả đi hết xem bạn rồi. Thế là cuối cùng. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ơi là trời. Tiếc quá. Anh cứu ra kìa. Anh hổ báo thế. Hổ báo cao trôn này. Mình cạn lời pha đấy luôn. Mình trước khi nào mình xử lý pha chất vãi trưởng như vậy. Không phải tin được cái gì đang xảy ra luôn. Anh Toro này thì Toro Uso. Ôi cái gì đây? Anh có khách cái này, anh hùng khó quá ải mỹ nhân ở đây chứ đâu. Mình thấy gái cái là tướp. Hổ báo, ổ báo cao trồn này. Chà, úi xô ôi, bật chiêu cuối. Hai con cá, chính xác là hai con cá luôn. Hai con cá bay về trời luôn. Ông táo cái cá bay về trời. Cá chép, chính xác là hai con cá chép. Không lẫn đi đâu được. Mẹ, trong cục này bay hai con rồng, bây giờ là hai con cá chép à? Đẹp quá. Ứng nguyên cái hiệu ứng con này nguyên màu hồng luôn, trang phục đến hiệu ứng toàn màu hồng không. Trời ơi, hiệu ứng biến về có này, hiệu ứng kỹ năng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 chất vãi lều ra này. Vậy mà không nằm trong đá quý, mình thấy hơi tiếc. Nếu mà trang phục này nằm trong đá quý thì sẽ đắt đỏ hơn nhiều trang phục khác. Ôi giời ơi, này thì trống này, định mày một mình. Ờ đủ. Tính một mình cân hết mà tem mình trả ai lên. Mình ăn nguyên combo của tem bên kia nó vào mặt mình, dồn hết combo vào mặt mình luôn. Nhưng mà không sao. Nói chung là pha vừa rồi tem mình vẫn lời chán. Đúng không? Một mình chết mà tem mình nó ăn quá trời mạng luôn là ngon rồi. Là ngon rồi. Cạn lời luôn, không biết nói gì mình luôn, mạnh mẽ. Rồi ok. Trời ơi, mày, con này bây giờ mình chơi con này bây giờ mình chỉ muốn lướt sử dụng chiêu 2 với chiêu 1 chiêu cuối thôi chứ mình không có quan trọng người nữa rồi. Mạnh bây giờ nó đẹp quá rồi, biết làm sao. Mình khuyên mọi người một câu thật lòng là đừng mua trang phục này nha. Thề luôn. Mày anh chơi con này nó mua trang phục này mình chơi Airy hay cỡ mấy đi chăng nữa cũng chơi con này không nổi đâu. Tại vì kiểu như nó quá đấy. Ấy xem ra đây, địch mạnh chết này. Ado. Không thể nào mà tập trung chơi game được. Nó quá đẹp rồi, hay là do mình kiểu như là con người háo sắc hay sao nhỉ? Định mệnh nhìn thấy trang phục này nó mê luôn ấy. What the hell, mấy anh chàng nào mà háo sắc tốt nhất là đừng có mua trang phục này nha. Mình khuyên mọi người thật lòng luôn ấy. Nó đẹp quá, quá đẹp luôn. Mình không biết làm gì bây giờ luôn này. Và đấy tiếc quá, mình tính mà vào lao vào một combo ăn thẳng vị tướng Liliana tem bạn không ăn được. Rồi xèo, tập trung chuyên môn coi. Nghe nãy giờ ham mê tửu sắc quá. Vâng, có sắc mà không có tửu. Mình có tửu nữa thì mình còn ghê gớm hơn. Nhưng mà không có tửu. Ok, tập trung vào chuyên môn, giết nó. Tấn công. Ai chà chà. Hãy xem ta đây. Bùm. À đủ. Không có ai. Bùm. Trời ơi, hai con cá chép nó bay như siêu nhân luôn. Giết nó. Hay lắm, Slim hay lắm. Ôi, đẹp. Quá dữ. Tuyệt vời. Không còn gì mà nói nữa rồi. Trời, tại em đó. Trời ơi, em đẹp quá, đi thôi. Áo của em nó cứ xuất suy từ A đến Z cơ. Ngoại hình, trời ơi, hình ảnh nó tuyệt vời luôn ấy. Hiệu ứng kỹ năng thì chất. Hiệu ứng biến về thì có luôn. Hiệu ứng âm thanh thì có luôn. Ôi dồi, Nomoto, ui dồi ôi. Hiệu ứng kỹ năng ấy, hiệu ứng âm thanh ấy. Oto, Zolomoto, Zoloco. Mình chả biết nó nói cái gì nữa, nhưng mà mình đoán là giống như thế ấy. Nhật Bản là có ninja, sát thủ ninja mà. Ở Nhật Bản ấy. Ôi dồi ôi. Đây cái này người ta gọi là ninja, này là ninja xài mỹ nhân kế. Chứ không có phải là ninja mà đi gọi là bịt mặt, gọi là đi gọi là ăn hiếp đối phương. Giống như những trang phục khác bịt mặt mà đi gọi là áp sát. Còn cái này là mỹ nhân kế. Mình chạy ra thẳng mặt đối phương luôn. Đấy, khoe sân bán sắc. Vâng. Chờ cơ hội, đối phương không để ý, lấy con dao chích. Đấy, đấy là những gì mà trang phục này nó thể hiện, cũng như là thể hiện ở trong cái trang phục gọi là anh hùng khó quá ải mỹ nhân. Hãy xem ta đây. Chà, chuẩn bị có chiêu cuối rồi đây. Chà, bùm, bộc phá. Hết sinh, chém cho.
chết hết chưa? Ôi dồi ôi, lần này không thể hụt nữa rồi. Ôi dồi ôi, Liliana, Toro, chết đi. Vâng, đó chính là Q-God. Mình sẽ không chơi với Q-God. Anh ơi, anh yêu ơi. Làm sao anh thế? Nhìn thấy em, anh sân si quá à. Anh không chịu nổi à, vãi cả lều. Không chịu nổi được, Q-God thấy mình cũng không thể nào gọi là cưỡng lại được cái sự sức đẹp, sức hút vô cùng lợi hại đến từ vị tướng Airi với trang phục kiếm Ono. Quá là tuyệt vời luôn. Thế luôn đấy mọi người. Mọi người thấy mình nói đúng không? Cái trang phục này đáng nằm trong đá quý. Thật sự là đáng nằm trong đá quý luôn. Đấy. Nhưng mà không hiểu sao thì bây giờ đang được bán với giá bằng quân huy. Thì đây là một cái trang phục của mình. Có nghĩa là nó đáng nằm trong đá quý. Là mọi người có thể hiểu được rằng cái thẩm mỹ của mình nó không có thể nào mà sai lệch được đâu. Vì thế nên nó bán bằng quân huy với cái giá 800 quân huy. Mình nghĩ là khoảng có 400k thẻ Gardena thì nó không có gì là quá đắt đỏ so với trang phục này. Nhiều cái trang phục đá quý không bằng trang phục này. Ok, đáng nằm trong đá quý. Ôi ôi, không tin mấy bạn, mua thử đi rồi biết. Đẹp lắm, đẹp lắm. Nhiều trang phục đá quý chứ chắc nó bằng cái này đâu. Ôi giời ơi. Ví dụ như trang phục, ui giời, bập chiêu cuối luôn, rồng bay, phượng múa, ý đòn cá bay. Ô, đừng có đánh tôi. Tôi chỉ là một nhân vật dùng mỹ nhân kế thôi, chỉ là thân gái yếu đuối mỏng manh thôi. Đừng có đánh tôi. Ái chà chà, Liliana nó đang thả quả cầu kìa. Quả cầu có Liliana lúc cuối trận nổ phát thì chết luôn người luôn ấy. Đầy cây máu cũng chết luôn ấy. Nguy hiểm vãi cả lúa ra, không chết luôn kìa. Đẹp. Ví dụ như trang phục ma lốc này nằm trong đá quý này. Trời ơi, làm gì mà có đủ như thế này. Ví dụ như ngộ không này, cái làm gì mà làm đẹp bằng cái này. Ví dụ như trang phục Praeta này, làm gì mà nó xuất gì như thế này. Đấy. Nhưng mà một số anh chàng kiểu như là yêu những sắc đẹp giống như mình, tốt nhất đừng có mua trang phục này vì nó quá đẹp. Nó làm cho mình bị phân tâm. Vâng, và trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc ở đây rồi. Nó làm cho mình bị phân tâm, mình không phải tập trung vào chuyên môn được. Đấy, đôi lúc kỹ năng của mình nó chưa đạt được, chưa thể sử dụng tới mức tối đa thì mình đã chết ngỏm của tòa luôn rồi. Ok. Vâng. Không còn gì để mà nói trang phục ấy nữa. Quá đẹp. Thật sự là quá đẹp luôn. Mạnh. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của mình. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Và mọi người nếu mà mọi người cùng ý kiến giống như mình ấy, là cái trang phục này quá đẹp, nó xứng đáng nằm trong đá quý, nhớ comment cho mình biết ở phía dưới video nha. Ở phía dưới video clip này nha, để xem có bao nhiêu người đồng tình giống như mình nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Ok, bye bye. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình nha. Đăng ký kênh và like cho mình cái clip này vì nó quá hay.